câu lạc bộ đơn ca tài tử do nhạc sĩ Hồng Thanh và chào đại võ sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Để mở đầu chương trình của câu lạc bộ đơn ca tài tử, Ngọc Ẩn sẽ trình bày hai thể điệu Tứ Đại Quán Sáu Câu Đồng qua hội thủ. Với thành phần nhạc sĩ lực lượng hôm nay gồm có nhạc sĩ Hai Sáng đàn thanh, chào em Kim Nga nha, nhạc sĩ Vũ Anh đàn guitar, nhạc sĩ Hai Vĩnh đàn kèn, nhạc sĩ Tư Danh đàn cò, và có đài truyền hình HTV quay camera cỏ vô đài truyền hình từ
Yeah.